Trong cái video clip này thì em sẽ hướng dẫn mọi người đi dựng cái phần vải của cái ghế này bằng phần mềm Marvelous nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi import cái avatar vào. Cái avatar này thì mình đã dựng sẵn nó từ ở bên 3D Max rồi. Còn việc dựng cái avatar này như thế nào thì các bạn có thể tham gia khóa học phương pháp dựng hình để biết cách dựng của nó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi sử dụng công cụ Flatten để đi tạo tấm vải cho cái phần ngồi này ha. Khi mà mình vừa mới tạo ra thì tấm vải nó sẽ bị ngược chiều. Mình nhớ xoay lại cho nó thẳng thớm nè. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ hai cái đường internal line ở hai bên. Như vậy là mình đã được cái lớp vải ở bên phía trong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi Ctrl Shift V để tạo cái tấm vải bên ngoài và scale cho nó to lên để cho nó có thể nhăn được nha. Đấy, như vậy thôi thì mình đã hoàn tất được cái phần ngồi rồi. Bây giờ thì mình hãy sang phần lưng nha. Mình lại một lần nữa sử dụng cái công cụ Flatten để lấy cái tấm vải ở phần lưng này này. Lúc này mình sẽ vẽ một cái đường internal line có cái độ dài là 200mm. Mình đặt cho nó đúng vị trí. Tiếp tục mình sẽ đi Ctrl Shift V để tạo ra một cái lớp vải ở bên phía ngoài. Cái lớp bên ngoài này thì mình sẽ scale nó lên để cho nó tạo được cái nếp nhăn. Để cho những cái nếp nhăn ở trên phần lưng này nó rút lại thì mình sẽ làm ngắn cái đường internal line ở cái lớp bên trong nha. Ta-da! Như vậy thì mình đã làm xong được cái phần vải cho cái ghế này rồi. Đây là một cái bài tập ở trong khóa học phương pháp dựng hình. Nếu như mà bạn cũng yêu thích dựng hình thì bạn có thể tham gia lớp này nhé. Lớp sẽ được khai giảng vào ngày 18 tháng 9. Thông tin về khóa học thì bạn có thể vào trang web 3dtutorial.net để xem chi tiết khóa học nhé. Nếu như mà bạn đã tham gia khóa học ngoài những cái bài học mình sẽ học online trên lớp thì mình có thể xem thêm những cái tutorial dành riêng cho học viên ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tới giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video clip khác nhé. Bye bye bye, xin chào mọi người nè.